Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 19 tháng 10, 2023, giao dịch mua bán không nhiều. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long không có biến động. Giao dịch lúa thu đông mới chậm do giá cao. Thương lái và bạn hàng đa phần ngưng mua, quan sát thị trường. Nông dân các nơi tiếp tục chào giá lúa thu đông ở mức cao. Có nơi chào nhóng so với sáng hôm qua. Giá cắt tham khảo 10-15 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.200-7.400, OM380-8.100-8.200, IR504-8.100-8.300, Nàng Qua 8.000-8.300, Đài Thơm 8.300-8.500, OM5451-8.000-8.200, OM18-8.200-8.400, OM4900-7.900-8.100. Tại Kiên Giang, IR504-8.100-8.200, OM380-8.100-8.200, Đài Thơm 8-8.300-8.500, OM5451-8.000-8.200, OM18-8.200-8.400, Nàng Qua 7.900-8.300, RVT 7.700-7.900, DS1 7.300-7.400, ST21-8.200-8.400, ST24-25-8.500-8.600, OM34-7.500-7.600, Jasmine 7.800-8.100, Japonica 7.300-7.400. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, OM380-8.100-8.200, IR504-8.100-8.300, Nàng Qua 8.000-8.300, Đài Thơm 8-8.200-8.500, OM5451-8.200-8.300, OM18-8.200-8.500, ST21-8.200-8.400, ST24-25-8.400-8.600, Jasmine 8.000-8.300, Japonica 7.300-7.400. Tại Đồng Tháp, OM380-8.100-8.200, IR504-8.100-8.300, Nàng Qua 8.000-8.300, Đài Thơm 8-8.200-8.500, OM5451-8.200-8.300, OM18-8.200-8.500, OM4900-7.800-8.100, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 7.200-7.400. Tại Sóc Trăng, OM380-7.800-8.000 đồng, Đài Thơm 8-8.000-8.200, IR504-7.800-8.100, OM4900-7.800-8.000 đồng, OM5451-7.800-8.000, OM18-8.000-8.200, Tài Nguyên 7.800-8.000, RVT 7.700-7.900, VNR20 7.600-7.900, ST21-8.000-8.200, ST24-25-8.300-8.600, DS1-7.300-7.400. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đài Thơm 8-8.000-8.200, IR504-7.800-8.100, OM4900-7.800-8.000, OM5451-7.800-8.000, OM18-8.000-8.200, Nàng Qua 7.800-8.200, RVT 7.700-7.900, ST24, ST25, 8.400-8.600. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.200-7.400, IR504-7.900-8.100, Đài Thơm 8-8.100-8.400, OM5451-7.900-8.200, OM18-8.100-8.400, ST21-8.000-8.200, ST24-25, dao động từ 8.200-8.600, Nàng Qua 7.900-8.200, RVT 7.700-7.900. Tại khu vực Vĩnh Long, Trà Vinh, IR504-7.900-8.100, Đài Thơm 8-8.100-8.400, OM5451-8.000-8.200, OM18-8.300-8.500. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.